Và sau cái cuộc họp ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng ta xem cái phân bổ của CME thì cho thấy được là trong cuộc họp vào tháng 5 ngày Ba Tây đó là cuộc họp kế tiếp thì chúng ta thấy được là lãi suất bây giờ là 4.75% tới 5.0% thì bây giờ 67% đã nghiêng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa nhưng mà vẫn còn 32% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25% nữa trước khi mà chúng ta có à, một cái đợt giảm lãi suất và bây giờ ước tính là tháng 7 lên các bạn chứ không phải là tháng 6. Tháng 7 thì mọi người nghĩ là Fed vẫn sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở cái mức như bây giờ. Có nghĩa là tháng 5, tháng 6 sẽ vẫn như vậy tới tháng 7 thì mới giảm lãi suất. Đây là dựa theo tài liệu đến từ CME. Đương nhiên chúng ta vẫn còn cách cái ngày họp ngày 3 tháng 5 một khoảng cách rất là dài. Khi mà tới gần thì tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin mình với các bạn nhưng mà điều này cũng dễ hiểu mà thôi tại vì fed đã nói là có khả năng là sẽ không tăng nữa nhưng mà sẽ siết chặt cái quy định cho vay nhưng mà sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với ngân hàng thì tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng rất là xấu đó tôi nghĩ là cái quy định của fed À, sẽ không có kết quả tốt đâu nhưng mà thuận thì biết gì các bạn fed đương nhiên là thông minh hơn thuận rồi thuận chỉ có thể chia sẻ quan điểm cá nhân mà thôi chứ mà nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà có một điều đó thuận biết đó chính là fed thì đã chấn ngang mọi người trong cuộc họp đó cái gì cũng không biết nhưng một điều mà fed biết đó chính là ngân hàng an toàn nhưng mà thật ra có an thoại hay không đó thì các bạn đã nhớ là cho nên à ngày hôm qua trong cái buổi họp báo với lại à, hiệp hội ngân hàng Hoa Kỳ ABA à, thì đã nói là bộ tài chính sẵn sàng để mà À, đảm bảo cái số lượng tiền người gửi cho những ngân hàng nhỏ thì ngày hôm nay đó đứng trước tiên điều trần của tiểu ban phân bộ ngân sách của thượng viện Hoa Kỳ à, thì bộ trưởng tài chính đã được hỏi về cái suy nghĩ đó và bộ trưởng tài chính Janet Yellen đã cho biết là FDIC đó hiện bây giờ không xem xét cung cấp bảo hiểm toàn diện cho cái số tiền gửi cho ngân hàng có nghĩa là bây giờ đó FDIC chỉ đảm bảo cho một số ngân hàng mà thôi và ngày hôm qua bộ trưởng tài chính đã à, chia sẻ rõ hơn là bà ta chỉ nói tới những ngân hàng nhỏ mà thôi có nghĩa là những cái hàng nhỏ đó, đó thì cho dù người ta gửi bao nhiêu à, cũng coi như là được đảm bảo cho dù là hơn 250.000 nhưng mà những cái hàng còn lại à, thì bây giờ chưa có bất cứ một quy định nào liên quan tới bảo hiểm toàn diện hết có nghĩa là các bạn chỉ được đảm bảo con số là 250.000 đô trở xuống mà thôi và đương nhiên điều này khác với lại Fed thì Fed vừa mới chứng hàng mọi người nhưng mà bộ trưởng tài chính lại không phải nói như vậy các bạn và đương nhiên với những gì được chia sẻ bởi bộ trưởng tài chính cộng với những gì mà Fed đã chia sẻ khiến cho chúng ta thấy được là First of Public ngày hôm nay đó lại giảm 15% nữa các bạn À, và chúng ta thấy được là sau khi đóng cửa thì hồi cho là một chút Ở mức là 428% Và không chỉ riêng là First public Chúng ta lại nghe nói tới uh, Park West Bank các bạn Pacific Western Bank à, Thì uh, ngân hàng này đã chia sẻ là cái số lượng tiền mà họ đang có tổng cộng cái số lượng người gửi vào đó thì cái số lượng đó là 27.1 tỷ đô la à, tính tới ngày 20 tháng 3 và cái này là con số nó đã giảm xuống à, kể từ con số cao là 33.9 tỷ tháng 12 và đã giảm xuống so với lại ngày 9 tháng 3 các bạn cách đây chỉ có là hai tuần mà thôi lúc đó ngân hàng này có tổng cộng là 33.2 tỷ tài sản bây giờ chỉ còn có 27.1 tỷ mà thôi nghĩa là có nhiều người, nhiều công ty Tới rút Và các bạn thấy được là chúng ta Nói tới SVB Chúng ta nói tới Signature Rồi chúng ta nói tới First Republic Bây giờ tới Park West các bạn Hôm nay Park West Bank Đã có cái sự giảm là 17.12% Và chúng ta được là sau khi đóng cửa Thì tăng nhẹ một chút ở Mức là 4.7 mà thôi Đây lại là một cái tên mới nữa Một ngân hàng nữa đang gặp vấn đề Thì làm sao để cứu hết những ngân hàng này Nếu như mà Fed À, chỉ sử dụng chiến lược hiện bây giờ là lấy cái công trái phiếu làm thế chấp rồi cho vay ngắn hạn có đủ hay là không nhưng mà cho là không đủ đâu các bạn Còn bộ tài chính trước đây thì nói là có à, sẵn 25 tỷ để mà hỗ trợ Nhưng mà 25 tỷ hoàn toàn không đủ các bạn Chúng ta đã thấy được là ngân hàng First Republic à, Đã vay một số lượng lớn, có thể nói là hàng chục tỷ Từ Fed cộng với lại 30 tỷ được châm vào Từ 11 ngân hàng lớn vẫn không đủ luôn các bạn Thì à, 25 tỷ của bộ tài chính làm sao mà đủ Và Fed chỉ cho vay dựa theo công trái phiếu Thì à, có thể là không đủ Tóm lại tới cuối cùng thì như nào các bạn Vẫn một câu đó mà thôi tiền sẽ được in ra tiền là được mất giá và đây là một cái thông tin thú vị các bạn có biết là nếu chúng ta chỉ tính từ đầu năm tới bây giờ thôi đó, thì dựa theo thống kê những ngân hàng lớn đó, trong đó chúng ta có JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo và Charles Schwab đây là năm ngân hàng lớn của Hoa Kỳ thì các bạn có biết là từ đầu năm tới bây giờ đó tổng số vốn hóa của năm ngân hàng này cộng lại đã giảm đi 100 tỷ đô la trong khi mà vốn hóa của BTC đã tăng 200 tỷ trong cùng thời gian đó. Và đương nhiên, nếu các bạn so sánh cái phần trăm tăng trưởng hay là phần trăm giảm của những cái ngân hàng này với lại BTC đó thì đương nhiên một trong một vực rồi. BTC từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 65% trong khi mà cổ phiếu JP Morgan giảm 5% cổ phiếu của Bank of America giảm 15%, Morgan Stanley thì cổ phiếu không tăng không giảm các bạn. Wall Fargo thì cổ phiếu giảm 8% và cho Swap cổ phiếu đã giảm 29% rồi. Năm nay một năm mà các bạn thấy được là ngân hàng thì không được ổn lắm nhưng mà BTC lại có cái sự tăng trưởng. Và nói tới ngân hàng đó chúng ta cũng có một cái thông tin mà thường cũng mới biết đó chính là các bạn có biết là năm 2017 đó Credit Suisse CEO lúc đó đã nói là Bitcoin 7.000 đô là định nghĩa của bong bóng. <laughs> các bạn đã thấy được là năm 2023 chỉ 6 năm sau mà thôi thì uh, cổ phiếu Credit Suisse đã giảm 99% trong khi mà trong 6 năm đó giá của BDC đã tăng 290% rồi. <laughs> rồi tôi cũng muốn chia sẻ một số những thông tin liên quan tới CBDC. Ngày hôm nay đó thông tin này là đến từ uh, thượng nghị sĩ Ted Cruz cho bạn. Chúng ta lại có thêm uh, một người nữa đề nghị cấm Hoa Kỳ phát hành CBDC đó chính là thượng nghị sĩ ted cruz của tiểu bang texas à, và thượng nghị sĩ ted cruz đã ra mắt một dự luật để ngăn chặn cục dự trữ liên bang tạo ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương cbdc chính phủ liên bang đã không có thẩm quyền đơn phương thiết lập một loại tiền tệ của ngân hàng trung ương ở Mỹ đó là lập luận đến từ thượng nghị sĩ Ted Cruz và cái dự luật này đó đảm bảo chính phủ sẽ không tạo ra một loại tiền điện tử tập trung hoặc kiểm soát crypto và thay vào đó, đó cho phép crypto phát triển mạnh hơn ở Hoa Kỳ và đương nhiên Thượng Sĩ Cruz là một trong những người mà rất là ủng hộ uh, crypto các bạn Và chúng ta cũng đã nói khá nhiều về CBDC rồi Đây là tiền của số quốc gia Trên căn bản đó đây là một cái loại đồng ổn định à, Và đồng ổn định này là dựa theo đồng đô la Hiện bây giờ các bạn thay vì là chúng ta à, có những đồng như là USDT, USDC Đây là một cái loại tài sản mà đứng sau lưng là có đô la hỗ trợ Cái này là một tiền được phát hành trực tiếp bởi ngân hàng trung ương Mỹ thì cũng là một đô la mà thôi các bạn, vẫn sẽ bị lạm phát, vẫn sẽ được in ra và một điều khác biệt đó so với tiền giấy bây giờ là cbdc là một cái uh, loại tiền mà có thể được giám sát chặt chẽ hơn và đó cũng là một điều mà chúng ta cũng đã nói khá là nhiều rồi cbdc trên căn bản đây là một công cụ để mà uh, giám sát quyền tự do tài chính của người dân các bạn có thể thấy được là khi mà có cbdc rồi uh, thì uh, nếu như các bạn làm những gì quyên góp những nơi nào hay là có những động thái gì liên quan tới tài chính mà đi ngược lại với mong muốn của một ai đó có quyền lực thì họ có thể là đưa các bạn vào danh sách đen các bạn sẽ không sử dụng được cái ví đó tiền các bạn có cũng như là không có bạn các bạn không thể nào đổ xăng được không thể nào làm đi mua đồ ăn được không giống như là tiền mặt hiện bây giờ cho nên rất là nhiều người không ủng hộ tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương CBDC và ở Hoa Kỳ đây chúng ta đã có rất nhiều người lên tiếng rồi không chỉ riêng là thượng nghị sĩ Ted Cruz chúng ta cũng có thống đốc của Florida Ron DeSantis cũng vừa nói cái thông tin này ngày hôm qua muốn cấm CBDC cho dù được thông qua nữa thì cũng không thể hoạt động ở Florida vì lý do là không muốn bị giám sát và đương nhiên một trong những người chúng ta cũng đã biết rất có thiện cảm với crypto đó chính là dân biểu Tom Emmer thì cũng là một trong những người đầu tiên đưa ra một dự luật cấm Fed đưa ra một tiền kỹ thuật số và CBDC còn về Texas thì các bạn được là Texas là một tiểu bang mà rất ủng hộ crypto Trong đó chúng ta có thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott Một trong những người nói là ông ta rất ủng hộ bất cứ một luật crypto nào hỗ trợ phát triển của thị trường này sau này Và bây giờ chúng ta đã có một dự luật ở tiểu bang Texas dự luật này đó là để hỗ trợ những người nào mà lưu trữ bitcoin và để hỗ trợ những công ty đào btc không bị kỳ thị các bạn có nghĩa là đây là một cái dự luật mà nếu được thông qua đó thì sẽ có thêm nhiều cái điều kiện trong đó bảo vệ những cái người mà lưu trữ crypto họ sẽ không có bị giám sát họ sẽ không có bị điều tra vô cớ hay là bị tịch thu vô cớ và những người mà đào btc đó thì hoàn toàn có thể đào một cách hợp tác mà không cần phải lo lắng tới là họ bị kỳ thị. À, có thể là những công ty điện tính tiền họ cao hơn hay là à, họ sợ là lưu trữ Bitcoin ở những cái ngân khố của họ sẽ dẫn đến là họ bị theo dõi hay gì hết. Đó. Đây là những cái luật có thể nói lực là rất là tốt cho bitcoin và các bạn thấy được là không phải tiểu bang nào à, cũng không thích crypto chúng ta có tiểu bang new york là một tiểu bang à, rất là ghét crypto nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều những tiểu bang khác như là texas lại rất có nhiều người ủng hộ crypto và bây giờ đã có rất nhiều người lên tiếng liên quan tới tiền kỹ số gia là cbdc lý do thì chúng ta cũng đã biết là trong cái văn bản liên quan đến nền kinh tế của hoa kỳ mà tôi cũng đã chia sẻ sơ sơ ngày qua với các bạn chúng ta cũng đã biết là trong cái văn bản này đã có một phần dành riêng cho crypto và trong cái phần này đó thì hôm qua thằng chia sẻ với các bạn là nhà trắng đưa ra cái lập luận thì đương nhiên rất là thiên vị và không có cái ý thích crypto nhưng mà hôm nay đọc một số như bình luận nên thường cảm thấy là cũng đúng thật ra chúng ta cũng không nên nhìn về một cái xu hướng là quá tiêu cực về bài viết này một trong những điều tích cực trong cái bài viết này Thứ nhất đó là cái phần liên quan tới here to stay có nghĩa là crypto đó cho được thích hay là không thích thì đã xuất hiện và sẽ ở lại và điều này được nói đến vài lần trong bản bản này rồi có nghĩa là nhà trắng điều hiểu là không có cách nào Cấm crypto hết chỉ có thể chấp nhận mà thôi nhưng mà chấp nhận thì quản lý như thế nào đó là điều mà được nói đến chứ không phải là cấm hay gì hết thì đương nhiên đây là một trong những cái điều lạc quan hơn cho bài viết này và chi tiết hơn bài viết này chủ yếu là tới cuối cùng thì muốn quảng bá fed nào cái dịch vụ chuyển tiền nhanh của fed mà sẽ ra mắt vào hè năm nay và cbdc và cái Lý do mà nhà trắng con crypto đơn giản là tại vì đương nhiên đối với cái cương vị của nhà trắng ở Hoa Kỳ thì họ phải ủng hộ đồng đô la và họ không thích bất cứ đồng nào cạnh tranh với đồng đô la miễn là một uh, loại tài sản kỹ thuật số nào chỉ là tài sản mà thôi mà không phải được sử dụng như là tiền hay là người ta không coi nó như là tiền và không có ý định thành tranh với đô la thì họ sẽ không quan tâm đến và điều mà họ quan tâm nhiều hơn đó chính là những đồng ổn định hiện bây giờ, những stablecoin Nếu như mà họ có CBDC rồi thì làm sao họ thuyết phục người ta không dùng stablecoin nữa mà dùng CBDC Nhưng mà họ có thể ra được một cái CBDC không đó, thì bây giờ vẫn là một dấu hỏi các bạn Chúng ta đã thấy được là chưa gì hết đã có rất nhiều người đứng lên à, chống đối việc phát hành một tiền số quốc gia của CBDC vì lý do Thuận Dư chia sẻ với các bạn và đương nhiên không chỉ riêng ở hoa kỳ các bạn hầu như là khắp nơi mọi người đều biết người dân đó không có phải là không hiểu biết đâu các bạn họ đều biết là một cái gì đó tước đi cái quyền tự do của họ ngay cả những quốc gia như là Nigeria thì những người dân cũng đã xuống đường để mà phản đối tình trạng thiếu tiền mặt của quốc gia và tiếp tục phản đối việc chính phủ của họ phát hành bộ loại tiền được số của ngân hàng trung ương CBDC thì ở Nigeria đã có một tiền tật quốc gia là CBDC rồi nhưng mà người dân lại không chịu sử dụng các bạn vì lý do là họ không muốn bị giám sát họ không muốn bị hạn chế trong cái việc sử dụng tiền của họ và họ thích sử dụng tiền mặt hơn nhưng mà để à, muốn người dân sử dụng cbdc đó thì à, chính phủ này chưa lại bày ra rất nhiều trò giống như là à, khuyến thích họ sử dụng để họ được tặng tặng kia à, hay là hạn chế cái số lượng tiền giấy họ có thể rút ra từ ngân hàng để ép buộc họ sử CBDC và họ không thấy điều đó các bạn. Như là thường chơi chia sẻ ở đây là sự thiếu hụt xuất hiện do hạn chế tiền mặt nhằm đẩy đất nước và nền kinh tế không tiền mặt 100%. Tuy nhiên, thay vì là áp dụng CBDC đó, những người biểu tình ở Nigeria đang yêu cầu là tiền giấy được khôi phục. Và ngay cả Ấn Độ, các bạn đây là cái thông tin đến từ ngày hôm qua thì ngân hàng trung ương của Ấn Độ đó cũng đã chấn ngang người dân nói là khi mà Ấn Độ có một cái CBDC thì ấn độ cũng sẽ tìm cách để cho người dân có thể giữ được cái quyền tự do tài chính của họ bằng cách là người dân lưu trữ đó thì họ có quyền xóa những cái giao dịch ở trên mạng lưới nếu như mà họ không thích thì người ta sẽ không biết là họ dùng tiền để làm gì